Khi mà các bạn xem những bộ phim Trung Quốc về thời nhà Thanh, chắc chắn một trong những ấn tượng là kiểu tóc đuôi sam của các nam nhân trong thời đó. Từ Hoàn Châu Cách Cách, Tể tướng Lưu Gù bản lĩnh kỳ hiểu làm, từ vua cho tới các quan, từ thường dân cho tới tù nhân, từ chốn xa hoa cho đến những chỗ bình dị, hễ là đàn ông thì đều để kiểu tóc này và không có ngoại lệ. Vậy bạn đã biết tại sao lại có kiểu tóc này hay chưa? Nó khác hẳn so với các triều đại trước đó. Nói như các cụ của chúng ta là tóc búi củ hành ở trên đầu và ẩn khuất phía sau kiểu tóc này sự thật thú vị hay kinh hoàng nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Trước hết, tại sao lại gọi là tóc đuôi sam chứ không phải là tóc đuôi ngựa, đuôi voi, đuôi sư tử hay là một đuôi gì đó, vân vân và vân vân. Bạn nhìn vào con sam thì sẽ hiểu ngay ra vấn đề. Phần thân con sam giống như với những chùm tóc trên đầu, phần đuôi thì giống với phần được kết lại và buông xuống, gọi là đuôi sam, hoàn toàn là cách mô tả thực tế nhất, cơ bản nhất, dễ hiểu nhất. Sam là một loại hải sản họ cua, có quan hệ gần gũi với loài cua và nhện. Sam là một trong số ít những loại có hình hài không hề thay đổi qua hàng triệu năm nay. Trong giới khoa học nghiên cứu, sam còn được gọi là một hóa thạch sống. Ở ngoài Bắc thì tỉnh Quảng Ninh nổi tiếng là có nhiều sam. Liên quan đến con sam này thì có câu thành ngữ là dính như sam. Nhiều người đã từng nghe và ý nghĩa của nó thì chắc hẳn là nhiều người cũng biết. Chỉ có điều chắc chắn là không phải ai cũng hiểu về nguồn gốc sinh ra, sự so sánh đặc biệt ấy. Thực tế thì nó xuất phát từ chính con sam này. Sam lúc nào cũng đi theo cặp, con đực nằm trên lưng con cái và chỉ nhỏ bằng một nửa thôi. Cái cặp đôi sam này lúc nào nó cũng quấn quýt nhau không rời, dù sóng biển có vỗ dồn dập, và đó chính là khởi nguồn sinh ra câu thành ngữ nổi tiếng dính như sam, để nói về những cái đôi yêu nhau và quấn quýt với nhau mà chúng ta vẫn hay quen dùng. Trở lại với câu chuyện chính về tóc đuôi sam, người Trung Quốc, người Á Đông và rất là nhiều nền văn minh khác từ xa xưa thì có quan niệm rằng thân thể là do cha mẹ sinh ra, vì vậy nên không thể tùy tiện thay đổi, dù chỉ là kiểu tóc. Trước đây thì việc cắt tóc ở thời cổ đại góp phần nào đó gần giống như là chặt đầu, thậm chí hành động này còn từng bị coi là một loại hình phạt. Chẳng nói đâu xa như Việt Nam chúng ta có một cái loại hình phạt đó là cạo đầu bôi vôi. Một ví dụ tiêu biểu của thời Tam Quốc, ngựa của Tào Tháo từng làm hỏng ruộng lúa. Điều này vi phạm quân lệnh do chính ông đặt ra. Theo đúng luật thì lẽ ra Tào Tháo phải rút kiếm và tự chặt đầu mình. Nhưng mà trước sự can ngăn của binh lính, ông mới đành phải cắt tóc và coi đó là hình phạt thay thế. Vì vậy, trừ khi mà muốn xuất gia nương nhờ cửa Phật, những người bình thường đều tuyệt đối không tự tiện cắt tóc. Cái đầu của con người rất linh thiêng, rất cao quý và tóc mọc trên đầu cũng là một phần rất linh thiêng. Bây giờ thì đến chuyện chính, tại sao đàn ông nhà Thanh lại để tóc đuôi sam? Nhà Thanh là do người Mãn thiết lập. Trước đó thì nam giới Trung Quốc vốn thịnh hành để tóc búi gọn trên đỉnh đầu rồi dùng châm cố định lại. Nhưng đến thời nhà Thanh thì kiểu tóc cạo nửa đầu và tết đuôi sam đã trở thành luật lệ bắt buộc. Một lần nữa phải nhắc lại từ bắt buộc đối với đàn ông. Vậy vì sao người Mãn lại ưa chuộng kiểu tóc đặc biệt này? Theo các nguồn dữ liệu ghi lại thì nguyên nhân khiến đàn ông Mãn tục coi trọng kiểu tóc kỳ lạ trên xuất phát từ một tín ngưỡng. Từ thời xa xưa thì tổ tiên của người Mãn Châu là người nữ chân trong quan niệm của bộ tộc này. Đầu và tóc là những bộ phận vô cùng được xem trọng. Vì vậy nếu đàn ông trong tộc này không may chết trận ở nơi xa trường, hài cốt có thể được an táng ở bất kỳ nơi đâu, nhưng phần tóc đuôi sam nhất định phải được cắt và đem về tận nhà để mai táng, để chiêu hồn. Ngoài ra, kiểu tóc này còn được ưa chuộng bởi nhiều công dụng thực tế trong đời sống. Cụ thể là người nữ chân khi xưa thì từng lấy việc săn bắn, làm kế sinh nhai, thường xuyên phải cưỡi ngựa, phải đi săn trong rừng. Họ buộc phải cạo đi phần tóc phía trước và tết gọn phần tóc phía sau để tránh tóc che khuất tầm nhìn hoặc là vướng vào những chướng ngại vật, cành cây, vân vân. Hơn nữa, so với những mái tóc dài phải búi cầu kỳ như đàn ông người Hán, kiểu tóc của nam giới Mãn tộc thể hiện cái sự tiện lợi hơn nhiều. Ban ngày khi làm việc thì họ có thể cuốn gọn đuôi sam vào cổ hoặc là trên đỉnh đầu. Đến tối lúc ngủ thì lúc nào cũng dễ dàng cởi ra, khoanh tròn lại, trở thành một cái gối. Và liên quan đến kiểu tóc kỳ lạ này, dân gian và lưu truyền một cái giai thoại khác. Theo đó thì thời xa xưa, bộ tộc nữ chân có một anh hùng kiệt xuất có tên là Khúc Cơ Năng. Khúc Cơ Năng này thì ở phần trước trán và hai bên tóc mai thì đều không mọc. Thực chất là tóc không mọc được, chứ không phải là ông ta muốn để như vậy. Sau này thì Nỗ Nhĩ Cáp Xích sau khi thống nhất được các bộ tộc nữ chân đã quyết định để kiểu tóc giống người anh hùng trên để tưởng nhớ tiền nhân và cũng là một cách giống như chúng ta bây giờ, thần tượng ai đó thì cũng thường học tập. Và ông cũng đã ra lệnh cho đàn ông trong tộc phải thực hiện theo mình, từ đó nhằm củng cố niềm tin vào sự đoàn kết của bộ tộc. Nó cũng chỉ là một dấu hiệu nhận biết của những người trong cùng bộ tộc. Ngoài ra, còn có một sự thật đẫm máu ở phía sau của kiểu tóc đuôi sam. Khi mà triều đình nhà Thanh mới thành lập thì vào thời điểm điều luật về kiểu tóc mới được thi hành, rất nhiều người đều có ý phản đối. Để mà răn đe bách tính, chính quyền nhà Thanh lúc bấy giờ đã thi hành kỷ luật thép, phàm là nam giới không tuân theo kiểu tóc này đều sẽ bị chặt đầu làm gương. Cũng bởi điều luật trên, không ít thảm cảnh máu chảy đầu rơi đã xảy ra. Để đầu thì cắt tóc, mà để tóc thì mất đầu.
Thế nhưng mà ý nghĩa thiết thực kể trên thì ẩn sau kiểu tóc này còn có một vài công dụng thiếu văn minh khác. Chính quyền nhà Thanh thời điểm bấy giờ bắt người thì có thể dùng tóc đuôi sam của những cái tội nhân này để thay cho dây thừng. Hơn thế nữa, nếu bắt được nhiều tội phạm, chỉ cần nối đuôi sam của họ vào nhau là có thể dễ dàng áp giải một hàng dài và chẳng ai chạy đi được. Như vậy, đối với những người phạm tội, phần tóc đuôi sam có thể dùng một thứ dây trói, một thứ dây thừng khiến họ khó lòng trốn thoát. Chưa dừng lại ở đó đâu, kiểu tóc này còn được cho là rất thuận tiện trong việc thi hành án chém đầu cũng như thu thập thi thể của phạm nhân. Xuất phát từ những góc khuất kể trên thì từng có người Trung Quốc gọi kiểu tóc đuôi sam này là sự sỉ nhục. Bạn xem ở trong phim thì thấy triều hoàng đế nào của nhà Thanh thì cái kiểu tóc nào cũng giống nhau, nhưng mà thực sự ngoài đời nó không phải như vậy. Vào năm Thuận Trị đầu tiên, tức là năm 1644, thì triều Thanh đã ban bố lệnh cạo đầu trong phạm vi cả nước, bắt đầu thực thi quy định cạo đầu này. Cái quy định này bao gồm tất cả nam giới ở đất nước Trung Quốc lúc bấy giờ, trong vòng 10 ngày thì phải tiến hành cạo đầu, nếu không sẽ bị xử trảm. Kiểu tóc mà triều Thanh tạo ra cũng đã phải trải qua vài lần phát triển thay đổi. Lúc ban đầu, khắp nơi ở Trung Quốc đều thịnh hành một kiểu tóc đuôi chuột, xung quanh đều cạo hết tóc, chỉ để lại một nhúm tóc nhỏ ở giữa đỉnh đầu, kết nó thành cái bím, trông giống như cái đuôi chuột. Bím tóc này phải xuyên qua được một lỗ trên đồng tiền vạn lịch thì mới được coi là chuẩn. Nếu mà cái kiểu tóc này vẫn giữ thì bây giờ chúng ta có đuôi chuột chứ không phải là đuôi sam rồi. Kiểu tóc trong thời kỳ này thì dường như còn xấu hơn cả kiểu tóc mà nửa đen nửa trắng sau này, và đúng thật là không hay ra làm sao. Cho đến sau thời Càn Long thì diện tích tóc trên đầu của đàn ông ngày càng lớn hơn, và nó hoàn thiện nhất khi mà có nửa đầu trước thì trắng và nửa đầu sau thì nuôi để kết thành giải bím. Cũng chính là kiểu tóc đuôi sam, hay còn có tên gọi khác là kiểu tóc âm dương mà chúng ta vẫn đang theo dõi. Xem trên phim, vâng, lại trên phim, nhưng mà nếu không có phim thì chẳng thấy gì so sánh cả. Ở trên phim Việt Nam, nhìn kiểu tóc đuôi sam lúc nào trông cũng bảnh bao, đẹp trai, lịch sự, nhưng ngoài đời thì không phải là như vậy. Bây giờ thì chúng ta không khỏi thắc mắc, với kiểu tóc dài và có chăm chút như vậy, ngày xưa lại không có spa, không có tiệm cắt tóc phổ biến, không có dầu gội đầu, vậy thì họ làm thế nào để mà gội đầu, làm thế nào thì phải chăm sóc tóc? Người xưa cho rằng việc chăm sóc xử lý tóc tai thực sự rất tốn thời gian, tốn công sức. Thế nên gần như một khi đã kết vào rồi thì chẳng hiếm khi nào mà tháo ra. Do quá lâu không gội đầu thì chất nhờn của da đầu dính lại vào tóc. Ngày này tháng nọ tích tụ nhiều mùi hôi rất là khó chịu. Nếu như thường xuyên tháo ra gội đầu thì sẽ tốt hơn, nhưng mà bím tóc gần như là chẳng bao giờ tháo ra. Nghĩ thôi là cũng biết mái tóc đó bẩn đến mức nào rồi. Vì không thường xuyên gội rửa, môi trường bẩn thỉu, da đầu lại trở thành môi trường tốt cho việc sinh trưởng các loại vi khuẩn gây hại. Vậy nên người thời xưa thường mắc các bệnh da đầu. Hơn nữa, cho dù là mọi người có ý định gội rửa, chăm sóc tóc tai thì đa phần cũng là dân nghèo, cũng chẳng có nước bồ kết, các loại sang vào thời điểm đó để mà dùng. Nếu mà chỉ dùng nước lã để gội thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì vậy nên là chuyện tóc bẩn vẫn còn tồn tại. Có lẽ là ở thời bấy giờ thì tóc ai sạch mới là chuyện lạ, còn tóc bẩn là chuyện bình thường. Đặc điểm nổi bật của kiểu tóc đuôi sam này là phải thường xuyên cạo tóc ở nửa đầu đằng trước. Tần suất để đàn ông nhà Thanh chăm chút cho bộ tộc của mình thường là 10 ngày cạo tóc một lần. Thế nhưng, lịch gội đầu của họ có tần suất không thường xuyên như lịch tết tóc và cạo đầu. Nếu là thường dân bách tính, việc gội đầu thường chỉ thực hiện trong khoảng thời gian mùa xuân và mùa hè. Bởi vì mùa đông quá lạnh, việc tắm gội của họ trong điều kiện thiếu thốn như vậy đương nhiên sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên mùa xuân, mùa hè lại là thời gian mà tất cả đều bận rộn cấy cày, làm lụng. Thế nên, theo phỏng đoán của những nhà sử học, tần suất gội đầu của họ sẽ là khoảng 1 tháng một lần. Còn với những người hành khất, những người tha hương, những người nghèo đói riêng thì tắm rửa hay gội đầu có lẽ là ước mơ xa xỉ. Bởi vậy, nghe những miếng cơm manh nháo còn chưa xong thì ai tính đến cái chuyện tắm gội thơm tho làm gì? Ngoài tần suất 1 tháng gội đầu một lần kể trên thì đàn ông thời đó có thể phá lệ gội đầu vào những dịp đặc biệt, ví dụ như là trước ngày thành thân. Đương nhiên rồi, trước khi lấy vợ thì đầu tóc phải thơm tho, sạch sẽ, hoặc là khi đón những bảng hữu, những thân nhân ở nơi xa tới cũng rất là hoành tráng. Với quan lại, với quý tộc thì số lần gội đầu của họ có thể nhiều hơn dân thường một chút. Dù vậy cũng không thường xuyên như chúng ta bây giờ đâu. Thậm chí tầng lớp này còn bị cấm gội đầu vào một số dịp đặc biệt. Ví dụ như là khi hoàng thất có người qua đời, phải cử hành quốc tang chẳng hạn, thì thường phải đợi tới tròn 100 ngày mới được gội đầu. Với cái tần suất gội đầu như vậy, lại không có xà phòng, thiếu vệ sinh, không có spa, không có tiệm cắt tóc, thì có thể hình dung vào thời điểm bấy giờ trông nó khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà khi tất cả mọi người trong xã hội đều như thế thì tất cả đều thấy bình thường. Mà chúng ta bây giờ sống ở trong một xã hội hiện đại hơn nhiều. Dùng ánh mắt của tương lai nhìn về quá khứ thì thấy thế thôi. Chứ bản thân mình cũng chẳng phải hình dung ra được một vài chục năm nữa hoặc là một vài trăm năm nữa thì con cháu chúng ta sẽ nói về chính chúng ta bây giờ như thế nào. Vâng, cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện về kiểu tóc đuôi sam độc đáo của đàn ông thời nhà Thanh Trung Quốc.